Khải Năng Ô Tô xin kính chào quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khải Năng Ô Tô Hải Phòng. Em chưa bán những dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ, địa chỉ Án Lão Hải Phòng. Số điện thoại Khải Năng hoàn toàn 0326062789. Rất nhiều những mẫu xe đang được cập bến trong tháng 8 để phục vụ bà con sau tháng cô hồn. Đấy, sau những ngày tháng đại dịch thì Việt Nam mình đang trở lại với mạnh mẽ với thị trường kinh tế. Vậy thì các bác nào mà chưa mua xe liên hệ ngay với Khải Năng Ô Tô để lấy những chiếc xe bên em về làm xe gia đình. Đây xin giới thiệu mọi người một chiếc xe Hyundai i10 nhập đời 2017, sản xuất tại Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam. Chiếc Hyundai i10 bản đủ, một chủ từ mới, biển 38 là biển Hà Tĩnh anh em nhé. Không taxi dịch vụ, xe một chủ từ mới bản đủ, túi khí phanh ABS na răng đúc, lốp nắp mới. Đăng kiểm tháng 8 năm 2021, lốp theo xe, đi chuẩn của mấy bạn thôi. Em sẽ cùng review luôn để cho bà con cùng lựa chọn chiếc xe này làm xe gia đình của mình. Với mức tiền vô cùng hợp lý để cho bà con cùng lựa chọn. Chiếc xe Hyundai i10 màu đỏ, tên tư nhân, một chủ từ mới. Không có taxi dịch vụ một ngày nào, cam kết bằng giấy bán trực tiếp cho bà con. Nên bà con hoàn toàn yên tâm xuống tiền với mức giá hiện tại bên em đang chào bán là 293 triệu đồng. Đã báo rút hồ sơ. Số sàn 5 chỗ ngồi, màu đỏ cực kỳ đẹp anh em nhé. Đấy, các bác nào có tầm tiền này, bên em có hỗ trợ làm trả góp cho bà con. Khi bà con liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe Hyundai i10. Thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất tại Việt Nam. Form mới nhìn rất là đẹp và cứng cáp. Đầy đủ túi khí phanh ABS này, na răng đúc. Rồi gương kính điện cụp xòe, xi nhan gương, giá lóc, vè mưa, inox, nẹp chân kính cũng như là tay nắm cửa, hõm cửa chrome. Rất là thông minh, khóa điện, remote, rồi thì cái gì nhỉ? Có cả cái đề lỗ start top. Rồi vâng, địa chỉ của Khả Năng Ô Tô là An Lão Hải Phòng, số điện thoại của em là 0326062789. Rất nhiều những mẫu xe để cho bà con cùng lựa chọn nhé. Thì chiếc i10 là một chiếc xe thông dụng, mẫu xe nhỏ gọn. Màu đỏ rất là đẹp và trẻ trung, rất phù hợp với chị em phụ nữ cũng như là các bác nào thích cái màu nổi trội trên đường mà nó rất là bền và giữ được giá nhá. Cái màu đỏ bán rất là chạy và tốt giá hơn so với những màu khác. Màu đỏ và giá 293 triệu đồng đã bao rút hồ sơ. Tất nhiên là có giảm một chút khi bà con liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô phụ trách bán hàng tại Ô Tô miền Bắc. Thì để bà con liên hệ với em, anh em hãy đến với Hải Phòng đi thử miễn phí. Đấy. Mời nước chè miễn phí và anh em tất nhiên nếu đến giờ cơm trưa mời bà con cơm trưa tất cả mọi người. Nếu mọi người không có chê bên em tiếp đãi không chú đáo hay là gì, anh em cứ phản ánh trực tiếp vào đây. Vì bên em rất là hiếu khách, các bác đến xem xe, chạy thử, vô tư, thoải mái. Lúc nào có tiền đến mua vẫn ok anh em nhé. Tất nhiên rồi, thoải mái mà. Thì đây là một chiếc xe rất là phù hợp cho bà con, có bác mà xe nướt, đời cao, đời 2017, mới đi được mấy vạn thôi, tí cùng khám phá. Cam kết của em là bằng giấy bán trực tiếp là không có mất một phần keo chỉ nào. Máy số zin, keo chỉ zin, tất cả chiếc xe này đều zin hết anh em nhé, không còn một phân keo chỉ nào, cực kỳ đẹp của hai bác người Hà Tĩnh đánh tận ra đây, chính chủ mua bán tại chợ em và lấy một chiếc Kia Carnet mang về. Không biết là bác có xem được cái video này của cháu hay không, nhưng mà cảm ơn bác đã gửi đến một chiếc xe đẹp để cho bán về cho nhân dân. Vậy thì nhân dân nào cảm thấy chiếc xe này nó vừa tiền với mình có thể liên hệ ngay với Khả Năng Ô Tô để lấy chiếc xe này về làm xe gia đình của mình, cực kỳ ok luôn nhé. Cam kết nó tận răng rồi, như một chiếc xe mới, xe lướt rất là đẹp. Đấy, màu đỏ, biển một chủ từ mới, 38A 15990, giá bao rút hồ sơ 293 triệu đồng. Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu 1.0 thì anh em bác biết gì, 5,9 lít trên 100 km kết hợp, còn 4,8 lít ngoài đô thị này. Đấy, rất là tiết kiệm. Vậy chung chung là tầm 5 lít rưỡi đến 6 lít trên 100 km, bật cả điều hòa, chở cả 5 người luôn. Đó. Tiết kiệm lắm, ăn như xăng như người đây, dòng xe mà rất được yêu thích, đồ đạc nhiều, sửa chữa dễ. Thì chúng ta cùng khám phá phần ngoại thất đi, còn bên ngoài thì không mất một phân keo chỉ nào, sơn xi rất là căng. Sơn zin tầm 98,7%, còn lại trước tí thôi, còn đâu là sơn zin hết đấy anh em nhé. Sơn zin toàn bộ. Máy số zin, keo chỉ zin, không hề đâm va quọ quẹt một chút nào. Đây là các bác có thể nhìn thấy trần nỉ ni lông. Trần nỉ đã bọc ni lông sạch đẹp nhá. Và bên trong này cái tấm chắn nắng vẫn còn nguyên cái túi bóng này. Các bác nhìn thấy không? Còn nguyên túi bóng nhé. Cái mặt đồng hồ vẫn còn nguyên cái miếng dán đồng hồ bằng băng dính, anh em nhìn thấy không? Bằng giấy bóng này. Đấy, chưa bóc luôn. Chưa bóc tem. Đó. Chế độ bảo dưỡng nhắc bảo dưỡng định kỳ này, thạch nong thạch hà Hà Tĩnh này. Phím bấm vô lăng tích hợp này, túi khí phanh ABS, màn hình cam nùi, trần nỉ nguyên bản, ghế bọc bộ áo ghế da cao cấp. Da áo ghế cao cấp nhá các bác nhá. Cao cấp tức là sao ạ? Nó rất là đẹp, nhìn nó rất là đẹp. Tấm trải thảm sợi lót chân. Cũng như là phần ốp bậc lên xuống này, các bác ấy đã ốp inox bên này thì các bác ấy ốp dán cái đề can vào đây thì tránh va quẹt xước sát vào đây. Vừa đẹp mắt này, vừa bền lâu bền và không bị xước sát. Đó, các bác nhìn không dịch vụ taxi một ngày nào nhé. Cột kèo keo chỉ nguyên zin hết, cam kết bằng giấy bán trực tiếp chứ không nói bằng mồm.
bà con cứ liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô, em làm việc rất là nhanh gọn, thanh niên mà, làm việc nhanh lên một chút. Đây, bác nào muốn lấy chiếc này luôn thì liên hệ với Khả Năng này ngay này, đặt cọc qua số tài khoản của Khả Năng Ô Tô, không cần xem xe luôn. Còn nói thật với bà con này, cái cam kết của bọn em thì luôn luôn đúng. Đôi khi xe cũ thì một vài cái những cái do nhỏ thì mình cũng tải với nhau cho nó chuẩn thì nó dễ. Đây, các bác nhìn đây, nhìn thấy không ạ? Cái phần gầm sàn của nó vô cùng chắc chắn và đẹp, không hề han mục mọt một tí nào. Đồ dùng nguyên theo xe. Đấy, lốp xe cua đã hạ rồi. Lốp xe cua mà nhiều người đi không hạ chứng tỏ người ta lười anh em ạ. Nếu có đinh anh em cứ để này cứ chạy. Còn lốp xe cua đã hạ đôi khi người ta xịt lốp phát, hoặc có đinh phát người ta rút ra, người ta làm lốp mới cho nó đỡ chửa lốp rồi. Đấy, lốp zin theo xe nhá. Anh em nhìn này. Phần keo chỉ cánh bốn cánh là còn nguyên zin hết, không mất phần nào. Tapi, tapon, tapno cực kỳ mới, không hề có xước sát gì. Nội thất thì như mới, bọc ghế da, bên trong thì ghế nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, mẫu xe i10 đây, ghế nỉ như này anh em này. Đấy. Bên trong này đã nên bộ áo ghế da cao cấp rồi. Rất là sạch sẽ và ngồi ở rộng rãi lắm. Dòng i10 này nó rộng rãi hơn Kia Morning một chút, cũng như là Spark rất là nhiều. Vì nó thiết kế nó ngồi rất là thoải mái giữa hai người, người ngồi trên, người ngồi dưới, ngồi rất là thoải mái với nhau. Máy số zin nên là máy nổ êm lắm, gần như không có một tiếng động nào cả. Cột kèo cái này thì nguyên zin 100%, bà con đến đây bóc và xem nhé. Không cần bóc tại vì nó nguyên zin hết rồi, sơn cũng là zin mà. Không hề có đâm ba cọ quẹt gì, cam kết bằng giấy bán trực tiếp cho bà con nên bà con hoàn toàn yên tâm với mức tiền hiện tại bên em đưa ra là 293 triệu đồng. Tất nhiên là có giả và có ba hồ sơ cho bà con, dập lá cho bà con đi lại cho nó may mắn đó. Tháng 8 năm 2021 nhé, rất là dài luôn. Một chiếc xe đời cao, thương hiệu Hàn Quốc, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, tên tư nhân, một chủ từ mới, không taxi dịch vụ. Xe rất là đẹp, màu đỏ cực kỳ óng ả và đẹp đẽ, phù hợp cho tất cả các chị em phụ nữ hoặc là anh em nào ưa thích cái màu đỏ. Đấy, nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp hơn rất là nhiều. Màu đỏ nó không bị kiểu dạng bay màu hay nó bẩn, nó trông rất lúc nào nó nổi trội. Đấy, chìa khóa từ không minh, khi anh em đóng cửa đi ra ngoài mà không cầm chìa khóa thì xe nó sẽ nhắc mình là cầm chìa khóa đi ra, nó sẽ kêu dạng như vậy đấy. Đấy, nhìn này, rất là mượt mà và phân khúc nó dưới 300 triệu đồng thì sở hữu chiếc xe đời cao mà mới đi được có 2 năm thôi. Đấy, đồng km đồng hồ là 5.6 nhá. À 5.1 nhá, như vậy là hơn 5.000 một chút chút thôi. Một tí tí thôi. Cái tem, cái miếng dán đồng hồ vừa rồi em nói đấy, miếng mặt dán mặt đồng hồ vẫn còn nguyên này. Các bác có thể bóc ra, nhưng mà em vẫn để nguyên tem đây cho mọi người bóc nó sướng, và gần như là mới nhá. Bên này cái tấm chắn nắng vậy này, còn nguyên nguyên dây bóng này. Đấy, người ta cầu kỳ đến mức mà giữ luôn cả cái phần dây bóng này. Như em xé lâu rồi. Đó, chân nỉ nguyên bản đã bọc ni lông vô cùng sạch sẽ. Có cái cam hành trình, cũng không phải cam hành trình, cái này gọi là cái gì nhỉ, cái chỉ đường tích hợp trên màn hình này. Anh em có thể navi này, điện thoại rồi cũng như bản đồ. Media này có rất nhiều tính năng như USB, iPod, nhạc Bluetooth. Bây giờ chúng ta cùng khám phá cái phần nội thất cũng khoang máy đi. Chỉ điều hòa rất là mát nhé, bật số 1 và mát bút luôn. Giờ chúng ta sẽ cùng tắt cái phần điều hòa đi để ra nghe tiếng máy nó chuẩn xác, chính xác 100% luôn. Để mọi người cùng tham khảo cái dòng xe mà nó được ưa thích và sử dụng rất là nhiều trên thị trường Việt Nam mình. Đó, chúng ta cùng đi khám phá cái phần nội thất của cái phần khoang máy này nhé. Còn cái này thì em xe này nó như mới mà, em cam kết cho các bác tất cả mọi thứ đều là zin hết nhé, zin nguyên bản đấy. Cái khiển em để bên ngoài đây, đây tất cả đều zin nguyên bản hết, không hề có đâm va của quẹt gì. Cam kết với bà con nhân dân. Đây, chúng ta còn phần kiểm tra cái phần keo chỉ ốc lỗ kỹ thuật phần đầu cabo là còn nguyên zin hết nhé, không hề có mất phần nào. Đó, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Đây, nguyên zin hết, sơn zin nòng trong nòng ngoài, sơn zin 100%. Máy nổ thì thầm 1.0, máy số zin, keo chỉ zin. Kia là cụm phanh ABS ạ. Đó, này là cái cửa hút gió này. Cái này là ở cao su ốc chân máy này, chân máy này. Có thể chân máy người ta đã thay nhưng cái này cũng chưa thay, nguyên hết nhé. Nhìn thấy chưa, đầu răng sắt xi còn nguyên zin hết. Quay đây nhìn rất là dễ, bà con đến đây xem xe trực tiếp sẽ biết được nó nào là zin, thế nào là không zin. Nhìn nó dễ lắm, nó nổ ra ngay mà. Mọi người cứ đến đây, bọn em làm ăn nó uy tín nên là bọn em báo hết cho khách hàng, lỗi nhỏ cũng báo cho mọi người cho an tâm. Mua bán về sau có vấn đề gì chẳng may có đèn nghe xe chạy có hỏng anh em nó đỡ hậm hực, theo kiểu là mày bán xe đẻo cho tao hết loại thế kia nó khó, đúng không ạ? Đó, máy số zin mà máy nổ rất là êm như này, bà con hoàn toàn yên tâm nhé. Em là một địa chỉ uy tín về toàn quốc về bán hàng về những dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Thì bà con có thể xem kênh của Khả Năng Ô Tô. Không phải tự dưng mà bà con yêu quý đến mức mà hiện tại bây giờ bên em đang có đến 92.000 người theo dõi. Như vậy sắp tới Khả Năng Ô Tô sẽ đạt được nút bạc về bán xe. Cái nút này nó rất là quan trọng. Thực ra nó không có tiền đâu ạ. Đạt nút bạc không có tiền nhé.
nó chỉ có một cái đánh dấu một cái mức vô cùng quan trọng trong cái nghề nghiệp của khả năng ô tô. Vì tự dưng không phải tự dưng mà 100.000 người theo dõi khả năng ô tô ạ. Thì cũng nhân đây thì xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người đã luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng khả năng ô tô. Em rất rất là biết ơn đấy ạ, vì mọi người đã luôn luôn dành cho khả năng ô tô những sự quan tâm đặc biệt. Đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Trước này hiện tại bên em có thể cam kết cho khai trương khả năng ô tô sẽ viết vào trực tiếp vào giấy bán cho mọi người. Không hề có một va quẹt nhỏ, không đâm đụng ngập nước, keo chỉ máy móc zin nguyên bản hết theo xe. Sơn cũng là zin đến tầm gần đến 100%. 6 đăng kiểm tháng 8 năm 2021 và tư nhân một chủ từ đầu. Bác ấy không chạy taxi. Đó, bác mang xe tận ở đây bán mà. Có số điện thoại chủ xe, các bác có thể tham khảo chiếc xe này từ chủ xe luôn. Thì bên em luôn luôn nói rõ cho mọi người những cái thông tin chi tiết cần thiết để mọi người mua xe bên em luôn luôn an tâm, đặt cái niềm tin lên hàng đầu. Vâng, như vậy thì vừa rồi khả năng ô tô đã review cho mọi người xong một chiếc xe Hyundai i10 đời 2017, số sàn động cơ 1.0 bản đủ, đời 2017, xe lướt và đi được 5 vạn thôi. Đấy, máy số ngon, điều hòa mát, nội thất rất là đẹp, sơn xi bên ngoài kháng đét, không cần làm gì cả, đổ xăng và chạy với mức giá là hiện tại bên em đang chào bán 293 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em. Xin kính chào, hẹn gặp mọi người trong clip sau.